Dạ xin kính chào quý ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em. Nay có một thông tin, một lô đất ở tại xã Jun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Nhờ em vào đây quay và đăng tải lên để bán ạ. Và đây trước hết để em giới thiệu tiện ích xung quanh và đường đi nối lại của lô đất chúng ta. Đây là con đường đất hiện tại nhá. Dân ở đây đã đóng tiền hết rồi. Chỉ khoảng vào tháng 5 đây là nhà nước 80%, còn dân 20% là đổ con đường bê tông này đi thẳng ra tới đường tỉnh lộ 438. Con đường này rộng khoảng 8 mét ạ. Từ vị trí đây chúng ta về tới trung tâm ủy ban dân xã, trường học cấp 1, cấp 2, chợ thì bán kính trong vòng khoảng 3 cây số. Ra tới trung tâm ủy ban dân huyện Chư Sê cũng như là quốc lộ 14A, ngân hàng, bệnh viện vân vân thì bán kính khoảng 6 cây số đổ lại thôi ạ. Chỉ 6 cây số đổ lại thôi. Và quay ngược về hướng đây thì chúng ta ra tới đường tỉnh lộ 438 nhá. Ở đây là có đường tỉnh lộ 438 và có một cái nhà thờ lớn ở đây. Đó, gọi là nhà thờ Măng Côi. Và trường học, khu dân cư đông đúc thì bán kính trong vòng khoảng 800m tới một cây số đổ lại thôi ạ. Là chúng ta ra tới đường tỉnh lộ 438. Và cũng theo hướng này chúng ta đi Pleiku, Gia Lai cũng như sân bay thì khoảng 35 cây số đổ lại ạ. Một lô đất rất thuận tiện về đường đi nối lại để cho chúng ta định cư ở tại đây. Đây quý vị thấy thì con đường đây có cái đường điện 120. Đó, cho nên là dự án con đường này mở rất rộng và khu dân cư ở đây rất đông. Hiện tại bây giờ bà con đang sinh sống hết ở đây đấy ạ. Ở liền nhau hết. Và đây hôm nay em giới thiệu lô đất là đây ạ. Một lô đất có 3 mặt tiền đường. Mặt đường đây là khoảng 120m ạ. Đó, mặt 120m. Cả bên đây nữa. Và đây con đường ở đây là con đường ở giữa nữa. Con đường này gia chủ đã làm hiển thị trên bìa rộng 5m nhá. Con đường này thì trải dài khoảng 500m hai bên. 500m hai bên mặt đường. Phải nói một lô đất có 3-4 mặt tiền đường, toàn đường là đường không ạ. Và khu vực này em cũng test và kiểm tra ở khu vực này là phun hồng, tức là chúng ta đăng ký lên thổ cư được nhá. Và đây hôm nay em giới thiệu một lô đất có tổng diện tích trên bìa là 5 hecta, đất sử dụng là 5 hecta rưỡi. Lý do là cả con đường nữa ạ. Và đây đất đây ạ. Quý vị thấy lô đất của chúng ta với chất đất đỏ màu ba gian nhá, bằng em phải nói là em chưa đi quay đất, em chưa thấy một lô đất nào mà nó bằng nó đẹp thế này. Đó, trước kia ở khu vực này thì gia chủ có trồng cây cà phê và cây tiêu. À, bây giờ phá đi đang dự tính để trồng cây ăn trái đây ạ. Có khoảng 500 cây gáo nhá. Gia chủ trồng vùng quanh các bờ lô. Vừa là để lấy gỗ và vừa để che gió cho cây cối ạ. Đây ạ, cây gáo này vào khoảng năm thứ 3, thứ 4. Đường kính vanh được khoảng 60 rồi. 4-60. Và bên đây á thì diện tích bên này đường thì là có 7 sào ạ. Hiện tại giờ có khoảng trên 700 cây cà phê, toàn bộ giống mới TR4. Đấy, cà phê đây ạ. Cà phê tơ hết toàn bộ nhá. Cái khu vực bên đây ạ. Đó, quý vị thấy đấy ạ. Phải nói một lô đất rất đẹp để cho quý ông bà, cô dì, chú bác chúng ta về đây định cư sinh sống. Với tổng diện tích thì em nhắc lại là 5 hecta trên bìa, đất sử dụng là 5 hecta rưỡi. Trong đó có 700 cây cà phê tơ, còn đâu toàn bộ giống cả toàn bộ là đất không. Và trong đó có khoảng 500 cây gáo đây ạ. Và trong kia thì bây giờ gia chủ đang trồng được 300 gốc chanh. Bắt đầu cho chúng ta vào thu hoạch. Điện 3 pha giếng khoan để em nhắc lại, 2 cái giếng khoan và điện 3 pha đầy đủ nhá. Và có một căn nhà cấp 4 nhỏ để chúng ta định cư ở đây để chúng ta cư trú để làm thôi ạ. Đây 700 cây cà phê thì siêu đẹp. Cà phê tơ quá đẹp luôn. Đây ạ, có những cây gáo nó bán kính nó lên tới, đường kính lên tới khoảng trên 20 rồi. Gáo vàng nhá. Cây gáo này cũng giá trị, rất giá trị để chúng ta đóng gỗ giường tủ hoặc là phông. Để em nhắc lại là con đường này rộng 5m hiển thị trên bìa. Đó, khoảng hai bên khoảng 500m mặt đường đây ạ. Một lô đất ở đây là khu dân cư nhá. Em test lên là khu dân cư. Rất đông, có phun hồng. Trời ơi đất này, gia chủ được mới cày sới lên để chuẩn bị là trồng la ghim, trồng tất cả các loại cây trồng. Này, chất đất này quý vị thấy đây, đất đỏ tươi luôn. Vì một lý do kinh tế gia chủ có nhờ em ở thời điểm trước, thật sự ra khu vực này đất là giả gia chủ 1 tỷ 2 một héc là gia chủ không có bán. Đấy là ở thời điểm trước. Và thời điểm đây thì gia chủ có cần tiền, nhờ em vào đây quay và đăng tải lên để bán.
Với cái giá, để em nhắc lại, tổng diện tích là 5 hecta, với cái giá đang đưa ra là 950 triệu trên 1 hect thôi ạ. 950 triệu trên 1 hect bao sang tên. Đó, một cái giá hợp lý ạ. Một lô đất có quá nhiều mặt đường và khu dân cư. Và đất bằng đẹp. Đây ạ, điện bao pha đây quý vị thấy đấy ạ. Hai cái giếng, một giếng đây và một giếng trong kia nữa. Đây ạ, giếng khoan thì gia chủ đã chôn toàn bộ đi khắp vườn đây ạ. Đó. Đây này, có cả một cái ba lan để mỗi lần máy móc của chúng ta hư hỏng thì rất thuận tiện để chúng ta đưa lên đưa xuống giếng khoan nhé. Nói về nguồn nước thì gia chủ có chia sẻ không bao giờ hết nước ạ. Chúng ta có thể tưới cả ngày cả đêm, cả tháng cũng không hết nước. Gia chủ làm rất kỹ khu vực này, khu vực để hệ thống máy cầu dao đây ạ. Làm rất chắc chắn. Thì em sẽ bay này cam, quý vị sẽ nhận xét được cái lô đất của chúng ta, cái địa điểm và vị trí lô đất. Đất phải nói là bằng tuyệt đối luôn. Với cái giá cả đây, quý vị về đây, bởi vì thật sự ra để nói lên một lô đất mà với 950 triệu một hectare khu dân cư thì ở thời điểm này và khu vực đây thì là nó không cao đâu ạ. Bởi vì đây là khu dân cư nên là cái giá gia chủ đưa ra là em thấy hợp lý ạ. Em nhắc lại bên này 7 sào nhá, hiện tại có 700 cây cà phê tơ, bắt đầu cho chúng ta vào thu kinh doanh mạnh. Và diện tích bên này thì toàn bộ là đất không. Và hiện tại gia chủ đang trồng cái chanh dây, 300 gốc chanh dây. Đấy, em vào trong chanh dây em quay cho quý vị thấy. Đó, dân bà con ở đây, ở đây có một cái trại mộc đấy, họ làm mộc đấy ạ. Cái nhà này ở bên cạnh đây thì không phải đất chúng ta nhé. Đất của chúng ta bên này đường chỉ có 7 sào, thì tức là chỉ tới cái chỗ đầu xe ô tô đây thôi. Đó, là diện tích của nhà khác ở cái nhà đó. Và đất của chúng ta nó nằm ở bên này. Đó, là diện tích trên bên này là khoảng 4 hectare. Khoảng 4 hectare 6, 4 hectare 7 bên đây. Và đây ạ, chanh dây thì đây quý vị thấy đấy ạ. Hiện tại gia chủ đang trồng được 300 gốc chanh dây, bắt đầu vào thu bói thôi nhá. Chỉ bắt đầu vào thu thôi. Đây, hệ thống thì gia chủ làm toàn bộ bằng bếp tự động hết, ống cứng hết. Em không phải khen đâu mà một lô đất phải nói là quá bằng đẹp thôi. Anh gia chủ này làm rất kỹ. Ở đây anh chủ thì này lại múc một cái hồ ở đây. Hồ này là múc tự tạo nhá. Hồ này thì gia chủ có chia sẻ múc để trước kia có trồng một số cây ở đây để pha chế thuốc và để phun trên cho cây. Và trong đó thì có một cái nhà cấp 4 nhỏ đấy ạ. Căn nhà này thì chúng ta chỉ ở tạm thôi. Và đất chúng ta còn trải dài tút đằng sau nhá. Trên dưới sâu khoảng 400 mét. Trong đó thì có khoảng cứ tầm bên sau kia khoảng 2 hectare 7, đất không trong đó nữa, bằng đẹp. Tí em sẽ bay này cam, quý vị sẽ thấy rõ hơn ạ. Với lô đất này, quý ông bà chúng ta về đây có thể trồng tất cả các loại cây trồng, bởi vì chất đất đỏ màu ba gian thì quý vị đã biết rồi. Nước điện đầy đủ, chúng ta có thể trồng cây ăn trái, trồng tiêu, trồng cà, hoặc trồng một số cây khác vân vân. Đều phù hợp, nhất là cây sầu riêng ở đây thì bên cạnh khi em thấy có một số nhà bà con xung quanh nó trồng cây sầu riêng lên rất tốt ạ. Rồi bây giờ xin mời theo dõi live cam để biết vị trí lô đất và tiện ích xung quanh lô đất chúng ta. Quý ông bà cô dì chú bác chúng ta có nhu cầu thì liên hệ cho em số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442 và kết nối Zalo, em sẽ gửi thông tin bìa đỏ pháp lý đầy đủ ạ. Giờ xin mời theo dõi live cam ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau ạ.